Sai, chào các bạn. Hôm nay lên nhà bạn Thành ở quán Toan. Anh ơi, chào bạn nhá. Chào mọi người nhá. Ok. Thành cho hỏi cái địa chỉ đây là gì Thành nhỉ? Đây là xã Tân Tiến, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Ok bạn. Số điện thoại bạn bao nhiêu hả Thành? 0979157777. Rồi ok bạn nhá. Sai xin phép bạn chia sẻ đồ chơi các bạn chút nhá. Ok. Rồi. Bể đá này của anh quý của anh nhỉ? Đây ngay đây được. Bạn Thành có một cái bể đá rất quý quý vị này. Cái bể này bạn lấy lâu chưa hả Thành? Lấy được khoảng 3 năm rồi. 3 năm rồi. Bạn còn nhớ kích thước của nó không? Không nhớ kích thước. Chắc nó đây cái đây 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 rồi. Có thước rồi. Đem đo cho. Đo một chút cho quý vị. Đo cho nó. Đấy, hai anh em mình tác nghiệp tí cho nó vui. Bao nhiêu không? 62. Đo lòng 62. Đo lòng 62. 62 1m08. Ồ, đo lòng đấy. À 1m18. Đẹp nhỉ. Đúng kích thước cổ ấy. Ừ. Cho quý vị nhìn này, chất chưa? Vision Sai đi quay cũng rất nhiều, ít khi gặp cái bể cổ mà nó chạm chỗ đẹp như thế này quý vị ạ. Quan trọng nhất lại là đây nó gọi là khuyết không? Sắc sảo. Đấy, sắc sảo quý vị ạ. Đẹp. Ba mặt chạm một bản. Đấy là đồ đá quý vị nhá. Vision Sai chia sẻ ít cây công ơi. Anh em mình chia sẻ đồ chơi của Thành đi. Đây là một cây năm thân công nhỉ? Anh em nhìn thì rất dài. Rất dài. Dài lắm. Xuống này. Ui giời, quằn quặt nhỉ. Thân thân đường thân chạy rất khó chịu anh. Đường thân chạy khó chịu lắm. Bộ rằm thì miễn chê. À cái này về Ninh Bình triển lãm rồi gì đấy không? Cây về Ninh Bình rồi. Hôm 30/4/1 ấy. Chuyển từ Hưng Thinh về đây luôn ấy. Đấy, cái này bây giờ đây. Bộ răm thì đang rất là mịn rồi quý vị ạ. Đang làm 1-2 bông chỉnh sửa lại thôi. Còn bên cạnh đây có, đây là bộ ba này không này, có 3 cây. À cái này mua của anh Lễ. Ồ đúng rồi. Cái này lấy về đều, để góc kia đúng không? Trước để góc kia anh. Rồi. Hôm nay mình vào trước là để góc kia. Hôm nay anh mới lấy vài. Cái chỗ này sao nó mịn và đẹp lắm nhỉ. Chặt này đi và nó khác ngay. Sao nó mịn tít. Rất là đẹp. Phải rất là đẹp. Vâng đẹp nhẹ. Vâng dáng đẹp không ạ. Nó lẫn vào đá thì đá nhìn lẫn vào nhau. Vâng. Bộ răng cây này thì không phải nghĩ anh Thắng ạ. Khi mà bữa trước em sang thì khi mà tốt hết lá thì răm đúng răm dưới luôn. Đúng như răm dưới. Hôm đấy là anh Nam Lê anh cắt răm xong anh mới để cho Lễ chuyển đúng chuyển rồi. Về đây. Anh Lễ nhường lại cho anh Thành. Thực ra những cái đồ này mình không thể nói buôn bán bằng tiền là đồ của được anh. Bởi vì cái đồ này nó là đồ quý thực sự. Thì anh em nhượng lại cho nhau. Mà anh Lễ với Lễ anh Thành là theo anh em được biết là hai cùng tuổi. À. Nên là có cái gì đấy ưu ái hơn. Thân nó truyền đẹp. Lấy cái mang xuống đây là thực sự là không để thế này. Vâng. Như vì là anh em bắt chân bắt tay 3 năm trời cơ mà. Vâng. 3 năm. Ba năm. Cây này là một cây chủ vườn ở trên mái. Vậy ông phải thấy vậy Thành này chơi cây lâu chưa? Lâu nhỉ. Từ bao nhiêu thời gian mà lâu? Cũng hơn chục năm anh. Hơn chục năm rồi. Nghiên cứu về cây. Vâng. À trước là ông cũng chơi trước rồi. À ông chơi trước. Tôi cũng thế mà ông. À ông ngày trước cũng chơi rồi. Vâng. Xi bám đá mà như vậy làm hòn non bụng đẹp lắm. Vâng ạ. Tôi cắt tỉa chăm chút. Vâng. Và là xong rồi đưa ông chơi rồi là đến Thành chơi. Vâng ạ. Đầu tiên là hai bố con cũng đủ. Thành là con thứ mấy trong gia đình hả ông? Lớn. À lớn cả đấy ạ, là cả đấy ạ. Vâng. Vâng, nghe chị ạ. Wow. Tuyệt vời quá các bạn. Thấy Thành chia sẻ với con là cây này là Thành với là thích nhất ông này. Đúng rồi, cây này. Cây này Thành thích nhất không ạ? Cây này lấy về lâu chưa hả ông? Cây này lấy được 3 năm rồi. 3 năm nay rồi ạ. Cây này là một cây cổ hóa. Đấy. Các bạn nhìn này. Đồ nó khô. Nó vàng nóng. Cái cây mặt nó là một cây cổ. Các bạn nhìn cái độ cây cành mà nó
răm không đẹp lắm. Lần trước con quay thì không được ông chia sẻ, may quá hôm nay ông ở nhà ông chia sẻ cho. Đấy. Ông là hàng ngày chịu trách nhiệm là về vấn đề nước đấy hả ông? Tưới tắm, chăm bẫm đúng không ạ? Vâng. Không được phép để như vậy một tí cây. Nhưng mà ông ơi, con hỏi tí, một chơi cây nó khỏe hay? Ui dồi ôi, thoải mái lắm. Vâng. Nó không phải như vậy suy nghĩ một cái vấn đề gì cả. Đấy. Lúc nào cũng vui. Vâng. Người, con thích như vậy ạ. Nhất là thời kỳ này anh em mình lại như vậy là sôi nổi. Vâng. Đúng rồi ạ. Mất một thời gian nói như vậy là khi nào ông có điều kiện mà ông về Ninh Bình du lịch thì ông bảo Thành gọi cho con nhé. Con tiện đón ông. Con ở Ninh Bình. Ông ạ. Và Ninh Bình thì có nhiều cái di tích thắng cảnh lắm ông ạ. Của Tràng An, Bãi Đính. Và có nhiều thắng cảnh đẹp lắm ông ạ. Đi đâu thì chớ chứ còn về nhà là dứt khoát phải như vậy đến cây. Xem như vậy là nó như thế nào. Thấy ông con mình sang cây xì cổ đi ông đi. Đây cây xì cổ là cây rất là tuyệt vời. Hôm nay con lại thích chia sẻ cái đồ cổ của bạn Thành. Đấy, thấy chưa? Vâng. Con với Thành thì bằng tuổi nhau không ạ? Vâng. Giá trị này. Đấy, thích lắm. Cây cổ. Cái này mà nuôi ra mà có cành rút thở nó nở thân nhiều nhỉ? Nở thân lên dưới nhiều lắm. Mập lên tí nữa. Vâng. Thì nó đẹp. Vâng, đúng rồi ạ. Cái này lấy về lâu chưa ạ? Cái này lấy về phải gần chục năm này. Ui. Không phải về đây lấy lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi, gần chục năm nay. Cái xì cổ. Cái dây xì cổ trước là nó ở một cái chậu con này. Vâng. Hết cây ăn. Vâng. Vâng. Ông bảo ngày trước là bố ông chơi này và đến ông chơi và rồi đến Thành chơi tiếp. Đấy. Vậy là bắt đầu chơi cây cảnh. Đấy. Tuyệt vời. Cây xì này có không? Ông lấy về chục năm thôi. Vâng. Đấy. Cảm ơn ông đã chia sẻ, con lại đi chia sẻ một loạt nữa. Baby Am Sai là vừa nghe ông chia sẻ, Baby Am Sai chia sẻ quý vị các bạn một số cây nghệ thuật của bạn Thành nữa. Giờ rất là nhiều cây quý vị ạ, nếu mà để mà chia sẻ thì không đủ thời gian để cho chúng ta chiêm ngưỡng đâu. Nên Baby Am Sai là phải chịu khó tranh thủ để đi chia sẻ với quý vị các bạn. Kê có một con trực được xé răm rồi quý vị ạ. Con trực này, con trực là bạn mới thay chậu đây là bạn Thành ơi. Bộ răm đẹp chưa quý vị này? Đẹp nhỉ, bộ răm làm đẹp quá. Được rồi, đấy, chơi tốt rồi. Đấy, cái đấy con nảy mầm lên là xong. Có cái tử này này, có tử này thì sang năm nữa là ok đấy. Đúng rồi. Có già không? Con này có già. Già không thì mời quý vị đánh giá trước màn hình này. Đấy, có già không ạ? Vâng. Không đẹp. Cường ra trèo lên cây anh cho nó biết con là Cường. Ôm cây cho anh cái. Ôi, có cái bể đẹp chưa các bạn này? Ui giời, cái bể Huế. Ui giời, đẹp thế, lành tít quý vị này. Các bạn ưng ga lộ cho số điện thoại của Thành mình để trên màn hình ấy. Cho Thành đau đầu. Ui giời, lành tít. Số đo là nếu mà vét hết cỡ là được khoảng tầm 85 lọt lòng quý vị ạ. 1m25. Đấy, mặt này tuyệt vời đẹp. Con quay lên cho Thành đau đầu không ạ? Cho nó vui cửa vui nhà. Quý vị nhá. Nếu mà vét cái cỡ là lọt lòng được là 85 và 1m25. Rồi, đẹp thế, hoa văn họa tiết của công vụ ngày xưa. Rất là đẹp, lành tiếp quý vị ạ. Rất là rộng, rất là nhiều cây. Rất là nhiều cây. Nhiều quá quý vị ạ. Cây ổi cũng đẹp này. Một những cái ổi rất đẹp. Em sai chia sẻ cái không gian đi để xem cây nó nhiều như nào.
Cây này cũng rất già đấy quý vị này. Đấy, già lắm. Đang vào hoàn thiện quý vị ạ. Anh Lịch đang mê mẩn cây nào đây? Cây năm thân à? Ủ bẹ ra màn rồi. Một cây năm thân quý vị này, đang cắt giật. Cái này em biết nguồn gốc ở đâu. Ừ. Cái này nãy vừa thấy anh Lịch chia sẻ ở Ninh Bình mình. Thì bê về Ninh Bình thôi. Chẳng hạn có ba anh em đây không bê được cả. Ôi giời ơi, ba anh em. Công nghe chuyện bó đũa chưa? Nghe chuyện bó đũa rồi gì? Một người mà không bẻ được một cái thì bẻ được, nhưng mà clip trụm lại thì khó bẻ lắm. Cốc rất quý quý vị ạ. Đây cái tùng La Hán này, cắt giật rất kỹ, đẹp, chuyển mình, đẹp quá. Tùng La Hán rất đẹp. Thích nhỉ, cái tùng bonsai mê lắm đấy quý vị ạ. Cái dáng này mình rất thích quý vị ạ, thích lắm luôn. Cây cổ bên cạnh như này, cây to, trong một bể Huế cũng tương đối là to đây, một bể nước ngày xưa của cổ cũng hiếm gặp bể như này. Anh Lịch ơi, cây cổ này thích nhỉ, nhìn yêu này, cây đẹp, già, yeah, đẹp. Hình như cây Phúc Am đấy sao hả công? Đây là cây Phúc Am à? Ninh Bình quê mình này. Mà sao có đồng chí Cường Trọng không bê về Ninh Bình nhỉ? Nó đi nó toàn đi mua cây gì mà cây Phúc Am mà không mua về Ninh Bình nhỉ? Kỳ lạ thật. Công gọi Cường ra đây. Ừ, đề nghị không em bê đi. Đúng rồi. Nếu như là Ninh Bình mà thành để cho mang về là ok được, đúng không? Ý anh Lịch sao? À, Phúc Am đấy nhỉ. Tuyệt vời. Cây xanh Phúc Am. Nên là quý vị ạ, cái gì đẹp là mình chơi thôi. Không quan trọng là chân lá gì quý vị nhá. Rồi giá chua. Giá chua này. Còn nhiều quý vị ạ, nhiều lắm. Bây giờ sai là đi đây một tí nữa cho quý vị ngắm đi. Để xem quý vị có ưng cái phôi nào hoặc cái tác phẩm nào quý vị. Alo cho bạn Thành. Này. Nhiều quá. Chẳng biết quay từ đâu bắt đầu như nào. Vì là rất nhiều cây. Xì nhỏ xinh xắn này. Sắn đây là đồ chơi rồi mọi người. Bây giờ thầy thấy một cái xì mới mua về đang được trồng che chắn này nữa này. Một cục xì đương đại. Đấy. Giả lắm quý vị ạ. Rất giả lắm. Úp đang mọc quý vị này. Chất lá đây quý vị nha.
cút rất nhiều rồi và chỉ chờ làm dăm nữa thôi, chi dăm nữa là xong cái cút chạy như này rồi. Thì hôm sai tạm thời chia sẻ một chút cái không gian của bạn Thành như vậy. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi video sai chia sẻ nhá. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.